Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trời cao khí sáng, trời trong gió nhẹ. Tại sơn môn của Độ Tiên Môn, Lý Trường Thọ mặc một chiếc áo bào màu xanh lục, duy trì độ cao vừa phải, không cao không thấp, chậm rãi cưỡi mây bay. Đạo bào được Bách Phàm Điện phân phối cho đám đệ tử có ba loại. Một loại là đồ bó sát người mặc khi luyện công, một loại là đồ phổ thông đạo bào giống Lý Trường Thọ mặc hàng ngày, mỗi tháng đều có thể tùy ý đến nhận. Đạo bào mà Linh Nha thường xuyên tự may vá cho sư huynh mình cũng chính là loại thứ hai. Nhưng nàng sẽ theo yêu cầu riêng của sư huynh, may thêm mấy mươi cái bỏ túi bên trong. Còn loại thứ ba chính là loại mà Lý Trường Thọ đang mặc. Đạo bào màu tràm, bên ngoài vải lụa thêu hoa, có một phần tác dụng phòng hộ như pháp bảo. Thật khó thấy được một lần Lý Trường Thọ phô trương như vậy, lấy ra đạo bào áp đáy hòm để mặc, so với ngày thường thoáng cái có chút nổi bật. Không có cách nào khác, ngày hôm nay có chút đặc biệt. Hải thần giáo nhị giáo chủ đang dẫn theo đạo lữ đến cùng Độ Tiên Môn để thăm hắn. Thực ra, để có thể quyết định mang bộ đạo bào này ra mặc, Lý Trường Thọ cũng suy đi tính lại, nâng lên hạ xuống, cân nhắc chính bản thân cần chú ý một chút, không để bản thân mình quá tầm thường, nếu không sẽ làm cho Ngao Ất phải xấu hổ. Đây coi như là chút đền bù cho Ngao Ất đi, dù sao cũng là do hắn dùng tiên thức độc đan tâm thần hỏa thiêu, vô tình thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Đi đến trước tiên môn, Lý Trường Thọ vái chào mấy lão đạo thủ vệ, cất cao giọng nói. Đệ tử Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ, hôm nay có bạn tốt đến thăm. Đây là chuẩn nhập lệnh của Bách Phàm Điện, thỉnh các vị xem qua. Một vị thủ vệ tiến lên tiếp nhận ngọc bài, xem xét tin tức bên trong. Rất nhanh sau đó liền mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng dặn dò. Trường Thọ, ngươi có thể kết giao với luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo Tiệt Giáo, nhị thái tử Long Cung Đông Hải là một chuyện tốt, tuyệt không thể mất mát lễ nghĩa, thành trò cười cho người khác. Đệ tử đã hiểu. Lập tức hai vị tiên nhân thủ vệ kéo màn cửa đại trận cho Lý Trường Thọ đi ra ngoài sơn môn. Hắn đứng phiêu diêu trên mây ở không trung, lặng lẽ chờ đợi. Không bao lâu sau, phía chân trời xuất hiện một điểm đen này cấp tốc bành trướng. Đồng thời từng trận gió gào thét được truyền tới từ ngàn dặm. Từ xa có thể nhìn thấy ba con xích viêm dao vảy đen đang tung bay. Trong miệng mỗi con đều cắn một sợi xiềng xích màu đen như mực. Kéo theo phía sau là một chiếc xe đầy hoa mỹ lao vun vút tới. Ba con giao long có tu vi tương đương với luyện khí sĩ cảnh giới chân tiên. Ngoại hình dữ tợn uy vũ không kém những vị tiên giao binh của long tộc đang đi hộ tống. Lý Trường Thọ chăm chú nhìn ba con giao long. Trong lòng suy tư, khẽ lắc đầu. Có áp bách sẽ có phản kháng, nhưng ở hồng hoang làm gì có ai muốn nghe đạo lý này. Dù sao hiện tại cũng không phải lúc suy tính những việc này. Giao Long Sa chủ động dừng xe cách Độ Tiên Môn 10 dặm. Cửa xe mở ra, Ngao Ất dẫn theo một thiếu nữ có mái tóc xoăn dài màu xanh đi ra. Phía sau có hai vị trưởng lão long tộc hộ tống. Trường Thọ Huynh! Ngao Ất giống xa 10 dặm, khuôn mặt thiếu niên tràn đầy ý cười, dùng sức vẫy tay về Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lặng lặng mà đứng. Thiếu nữ hải tộc Thanh Mỹ đứng bên cạnh Ngao Ất nhịn không được âm thầm tỉ mỉ quan sát. Đây chính là người mà Ất Ất luôn miệng nhắc đến, Trường Thọ Huynh. Thật không ngờ huynh ấy trẻ tuổi như vậy. Lý Trường Thọ đợi mấy thân ảnh kia bay đến trước mặt, mỉm cười vái chào. Ngao Ất và thiếu nữ sau cùng vội vàng đáp lễ. Còn hai vị trưởng lão long tộc thì chỉ gật đầu, cũng không thực hiện động tác dư thừa nào khác. Hai vị giáo chủ lớn nhỏ của hải thần giáo liếc nhìn nhau, tự nhiên ăn ý. Ngao Ất không đợi Lý Trường Thọ căn dặn, cất cao giọng nói. Trường Thọ Huynh, lần trước từ biệt, vậy mà đã hơn 10 năm, Huynh vẫn khỏe chứ? À, cực khổ Ất Huynh mong nhớ, ta tu hành trong núi, hết thảy vẫn khỏe mạnh. Vị này là... Ai, để ta giới thiệu với Trường Thọ Huynh. Ngao Ất ngoạc miệng, có chút xấu hổ nhưng vẫn thể hiện trách nhiệm của một nam long thành thục. Tay cầm chặt công chúa Giao Nhân kéo nhẹ nhàng bước đến từ phía sau. Giao Nhân tộc nổi tiếng eo thon dáng đẹp, giọng hát ngọt ngào của hải tộc. Vị công chúa này lại càng hoàn mỹ, dáng vẻ yểu điệu đáng yêu.
mang thêm mấy phần thông minh, linh hoạt đứng bên cạnh Ngọc Ất giống như là một vị tỷ tỷ nhưng vô cùng xứng đôi. Nàng cúi đầu hạ thấp người hành lễ, khẽ hé môi son, miệng nói một tiếng. Từ từ bái kiến Trường Thọ huynh trưởng. Giọng nói mềm mại ngọt ngào, dù trong ban đầu Lý Trường Thọ không ấn tượng gì với nàng, cũng bất chi bất giác tăng thêm mấy phần thiện cảm. Ngạo Ất bên cạnh vội nói, Trường Thọ huynh, đây là hôn thê của ta, cũng đã đính hôn từ trước, nàng tên Khương Tư. Lý Trường Thọ cười nói, ta đây liền ỷ lớn, xưng hô một tiếng đệ muội, Ất huynh thực sự có phúc lớn. Ngạo Ất ngượng ngùng cười. Lý Trường Thọ quay người đưa tay mời Ngạo Ất lại nói, Trường Thọ huynh, ngươi chờ một lát, ta đi hơi nhanh chút, phía sau còn có một ít lễ vật đang trên đường tới. À, Ất huynh tới thì tới, mang cái gì? Chợt nghe thiên ngoại vang lên tiếng long ngâm, ba chiếc xe được giao long kéo, bên trong chất đầy bảo dương bay tới từ chân trời. Ngạo Ất cười, một ít tiểu lễ vật, mong Trường Thọ huynh vui vẻ nhận. Lý Trường Thọ, có thể mạo muội hỏi thăm một chút được không? Nhị giáo chủ nhà ngươi làm thế nào giải thích với Long Cung để mang nhiều bảo vật như vậy cho vị đệ tử trẻ tuổi của độ tiên môn? Khóe miệng của Lý Trường Thọ run rẩy, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu cười nhẹ, cắn răng nói với Ngạo Ất một câu. Ất huynh thực sự quá khách khí. Đối với Ngạo Ất mà nói, Trường Thọ huynh không thể chỉ dùng hai chữ chi kỷ có thể nói hết, không cần phải bận tâm. Nhất thời cũng khiến công chúa giao nhân tộc Khương Tư trừng mắt nhìn. Lý Trường Thọ nhạy bén nhìn ra chi tiết này, trong lòng không khỏi than nhẹ. Vị nhị giáo chủ này vẫn còn quá lỗ mãng. Tiếp theo mấy vị lão đại gia thủ vệ hoa mắt nhìn theo, tổng cộng 99 bảo dương được Lý Trường Thọ thu vào 7-8 chiếc nhẫn chữ vật. Thần sắc của tất cả tiên nhân thủ vệ đều hết sức hợp pháp. Mặc dù không biết chính xác bảo dương chứa gì bên trong, nhưng chỉ cần vẻn vẹn là ngọc ngà châu báu bình thường đi chăng nữa cũng đã khiến người khác phải kinh sợ rồi. Ngạo Ất quay lại nói với hai vị trưởng lão Long tộc. Làm phiền hai vị ba bá, chờ ở đây. Điện hạ yên tâm. Hai vị trưởng lão Long tộc không người đĩnh mệnh. Chúng ta thủ hộ nơi đây, điện hạ có việc cần cứ kêu ta tới. Một vị thủ hộ sơn môn cảnh giới chân tiên định mở miệng nói gì lại thôi. Để cho hai vị cao thủ Long tộc đứng chờ bên ngoài công chúa giao nhân. Như vậy không phải quá mức thất lễ sao? Lý Trường Thọ giơ tay mời, dẫn Ngạo Ất và Khương Tư Nhi đi vào sơn môn. Mấy vị thủ hộ sơn môn đã mở đại trận phòng hộ, dẫn dắt một người, một rồng, một dao vào trong đại trận. Lý Trường Thọ nói, đệ tử đã đón được bạn tốt tới chơi, bây giờ dẫn họ về Tiểu Quỳnh Phong. Tiên nhân thủ vệ chỉ gượng cười hai tiếng, chăm chú nhìn ba đạo thân ảnh cưỡi mây bay xa dần, từng người đều cảm thấy có chút nóng mặt. Đợi Lý Trường Thọ bay đi, một vị thủ vệ vội vàng chạy đến Phá Thiên Phong bẩm báo tỉ mỉ sự việc cho một vị thái thượng trưởng lão, hỏi xem có cần mời hai vị cao thủ Long tộc và Sơn Môn không. Vị thái thượng trưởng lão này cũng không dám đưa ra chủ ý, đành kinh động đến trưởng môn đang bế quan dưỡng thương. Nhưng mà, Quý Vô Ưu nghe tới 6 chữ Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ liền cười của trách mấy vị trưởng lão một trận. Trường Thọ giao lưu rộng khắp, chuyện này có gì ngạc nhiên. Theo bần đạo thấy, vị đệ tử Trường Thọ này cũng rất không tệ, thành thật trung hậu, ôn hòa, hiền hậu, thiện lương, hậu đức tái vật, có phong phạm cao thủ tương lai của nhân giáo. Đừng nói là thái tử Long tộc, coi như Long Vương đích thân đến cũng không đáng kinh ngạc. Các người có thấy đúng không? Sai người mang một ít trà thơm rượu ngon đến Tiểu Quỳnh Phong, giúp Lý Trường Thọ chiêu đãi hai vị thái tử Long tộc với cả công chúa giao nhân kìa. Mà nghĩ thêm, Ngạo Ất cũng là luyện khí sĩ của Kim Ngao Đảo, đệ tử của Ô Vân Đại Tiền Tiền Bối. Cái này cũng coi như tương đương ngang hàng với bần đạo. Giờ lại luận bàn ngang hàng với Trường Thọ, cũng không khỏi buồn cười. Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, từng người đều rơi vào một loại hoài nghi không thể diễn tả, cũng không dám nói ra. Cũng không biết là do bọn hắn quá nhạy cảm hay trưởng môn đột nhiên không bình thường. Cơn gió hôm nay thổi đến độ tiên môn, khắp nơi bàn tán huyên náo, cũng lộ ra không ít suy nghĩ cổ quái. Lúc Lý Trường Thọ dẫn theo Ngao Ất đến Tiểu Kinh Phong, bốn vị ăn dầm nằm dề ở cao cấp thì có đến ba vị vẫn đang ở đây. Từ khi Hữu Cầm Huyền Nhã bế quan, ngày thường ở đây vẫn luôn có ba vị này.
Linh Nga thân là sư muội của Lý Trường Thọ, hôm nay ăn mặc điệu đà, váy ngắn màu phấn hồng, tay áo lờ lững, trên mặt có chút phớt hồng hoa đào. Nàng nghe nói có công chúa giao nhân đến, cũng muốn tranh giành một chút da mặt cho sư huynh mình. Tiểu sư thúc thì đã quen tùy tiện, ngày hôm nay cũng không có trang điểm, chỉ là tội ác tày trời, hung diễm cuồn cuộn, như thế đủ để trấn áp hơn phân nửa mỹ nhân hồng hoang rồi. Hùng Linh Đị lại cũng đổi một bộ váy áo, giáp sắt xinh đẹp hơn. Đợi Lý Trường Thọ dẫn Nhao Ất và Khương Tư Nhi hạ xuống, Linh Nga và Hùng Linh Đị đồng thời bước lên nghênh đón. Tử Cửu bình tĩnh phía sau tỏ ra phong phạm của cao nhân. Khương Tư Nhi vừa nhìn thấy Linh Nga cũng nhịn không được tán thưởng trong lòng, đồng thời nghĩ đến dự tính của mình, lập tức khóa chặt Linh Nga là mục tiêu. Linh Nga tiến lên phía trước, tự nhiên thanh thản vái chào hành lễ. Khương Tư Nhi cũng nhẹ nhàng lập tức hạ người hoàn lễ, nhẹ nhàng nhỏ giọng: Linh Nga tỉ tỉ. Linh Nga ôn nhu trả lời: Ta có thể gọi một tiếng Tư Nhi muội muội. Hai người lập tức cầm tay nhau, ngoan thanh tiếu ngữ cùng nhau đi vào trong nhà, để lại Lý Trường Thọ và Ngao Ất đằng sau nghiêng đầu nhìn theo. Ngao Ất thấp giọng: Trường Thọ huynh, trước đó các nàng có quen biết sao? Không cần quản nhiều, giao tình nữ tử vốn là phức tạp huyền diệu, cứ để các nàng tự chơi với nhau, chúng ta qua đan phòng bên kia nói chuyện. Được. Ngao Ất gật đầu cười đáp ứng. Lý Trường Thọ truyền âm dặn dò Linh Nga một câu, Linh Nga đang ngồi trong phòng lén gật đầu một cái không để lại dấu vết, chào hỏi Khương Tư Nhi, mang đến tiên quả điểm tâm, bắt đầu thuần thục pha trà. Chờ đến lúc Tiểu Cửu và Hùng Đinh Đị vào nhà cỏ, nhà tranh này đã lập tức là oanh oanh yến yến, hung hung hăng hăng, vô cùng náo nhiệt. Phía đan phòng bên này, Lý Trường Thọ cầm hai bộ đoàn nhập tọa cùng với Ngao Ất tán đẫu vài câu chuyện lý thú. Ngao Ất cảm khái không thôi nói: Lần trước gặp ca ca là vào lần thi đấu độ tiên môn. Hay. Sao vậy? Lý Trường Thọ cười: Người lúc này nên là Xuân Phong đắc ý, làm gì mà thở ngắn than dài. Hay. Tứ hải sinh ưu loạn. Lý Trường Thọ lẳng lặng thủ thế, lấy ra ngọc phù khống trận khởi động tầng tầng trận pháp. Hắn liếc nhìn cảm ứng thạch, liền nói: Khó đến chơi được một chuyến, chớ có nói những chuyện này. Ngao Ất lập tức gật đầu đồng ý, tự nhiên rõ ràng ý của Lý Trường Thọ là không muốn bại lộ thân phận. Lý Trường Thọ nghiêm mặt: Lần trước cáo biệt, ta cho ngươi mấy món đồ kia, ngươi dùng có hiệu quả không? Khuôn mặt thiếu niên của Ngao Ất lập tức đỏ lên, ấp úng vài tiếng: Rượu thuốc cùng với mấy bức xuân cung đồ kia ta còn chưa kịp dùng, đã bị mấy vị sư huynh trên đảo mượn đi, bọn họ mượn cũng không nói trả ta, cũng không có tiện đòi. Lý Trường Thọ lập tức giở khóc giở cười. Ngao Ất lộ vẻ mặt hổ thẹn: Làm ca ca thất vọng. Chuyện này có gì mà thất vọng? Lý Trường Thọ cười khẽ: Hiện tại ngươi đã có đạo lữ, cũng không cần đến xuân cung đồ, còn đây là rượu thuốc và đan dược, ngươi cầm lấy dùng thử đi. Vừa nói Lý Trường Thọ vừa lấy ra một chiếc chữ vật đưa cho Ngao Ất. Rượu thuốc ta đã cải tiến một chút, giảm bớt kinh lực, hiệu quả kéo dài tăng thêm. Đan dược tên là Hùng Tâm Đan cũng đã cải tiến, nói không chừng cũng có thể có hiệu quả với việc ngươi không thể cao lớn thêm. Dù sao bây giờ ngươi đã có đạo lữ, dùng những thứ này đều không việc gì. Chỉ cần sử dụng vừa phải, không nên lạm dụng, tốt nhất sử dụng khi đã nhiều ngày xa cách. Ngao Ất lập tức tràn đầy cảm động, nhận lấy chiếc nhẫn. Hắn đang muốn nói lời cảm tạ, lông mày Lý Trường Thọ đột nhiên nhíu một cái truyền âm: An Thủy Thành. Ngao Ất hơi nhíu mày, trong đáy lòng cảm ứng một hồi, cũng cảm thấy có chút bất an. Hai người liếc nhìn nhau, Ngao Ất mơ hồ thoát ra. Bọn họ bắt đầu hành động. Đúng vậy. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, ngươi và ta dùng thần niệm nhập tượng xem bọn hắn gây sự thế nào. Được. Ngao Ất lập tức gật đầu đáp ứng, nháy mắt ngưng thần. Thần niệm của hắn nhanh chóng chuyển đến pho tượng thần ở miếu Hải Thần An Thủy Thành. Xuyên thấu qua tượng thần, hai người lập tức cảm ứng được lúc này An Thủy Thành đang có một chút hỗn loạn. Không trung có một con rồng lớn, vảy màu xanh lam bay qua bay lại trong mây, khiến cho phàm nhân trong thành đều ngẩng đầu nhìn xem. Nếu không phải trước đây Văn Tịnh đạo nhân đã mật báo, đoán chừng lúc này Lý Trường Thọ cũng có chút buồn bực, không biết Long tộc đột nhiên làm cái trò gì. Hai vị giáo chủ, hải thần giáo lớn nhỏ vào giờ phút này cũng dùng thần niệm giao lưu. Ất huynh,
đây là tộc nhân của ngươi. Đúng, mà cũng không hẳn. Đây là một con giao long lột xác hóa rồng, tuy thuộc long tộc nhưng thực lực không đủ, địa vị trong tộc bình thường không cao, phần lớn chỉ được làm hộ vệ. Trong lúc hai người đang trao đổi, con rồng kia đột nhiên bay về miếu hải thần. Giữa không trung hóa thành một nam nhân trung niên, trên đầu có một chiếc sừng rồng hạ xuống đại viện miếu hải thần. Tu vi tương đương với cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, mặc dù không cao nhưng cũng không tính thấp. Lý Trường Thọ dùng thần niệm dặn dò, để xem hắn muốn gây sự thế nào. Ngạo Ất gật đầu, tuy trong lòng tức giận nhưng cũng không dám tự ý quyết định. Bên kia, trong nhà cỏ, mọi người đang nói về chuyện Khương Tư Nhi và Ngạo Ất làm sao quen nhau. Đột nhiên Khương Tư Nhi cười hỏi, Linh Nha tỷ tỷ, ngươi đã có người trong lòng. Lần này tới đây ta có mang theo một bảo vật tộc ta. Nếu tỷ tỷ có người trong lòng, vật này có thể thúc đẩy chuyện tốt của hai người. Linh Nga nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh lại như sáo. Nhiều năm như vậy, nàng vì dụ dỗ Cưa Cẩm sư huynh nhà mình cũng coi như vắt hết óc, tính toán đủ kiểu. Nhưng thủy chung là trăm bề không lừa được, khiến nàng thường xuyên có cảm giác thất bại. Linh Nga quả nhiên là sợ. Sợ sư huynh từ chỗ yêu mến với mình, thời gian dài liền đổi thành thuần túy chỉ là chiếu cố. Nàng từ lúc 16-17 tuổi mới biết yêu, liền đã bị ảnh hưởng bởi tập tục đạo lữ trong môn. Đã xác định đời này nhất định phải trở thành đạo lữ của sư huynh mình. Nhưng tùy theo, trong lòng Linh Nga cũng không có quá nhiều chờ mong. Nàng đại khái biết được vị muội muội giao nhân tộc này đáng yêu có thể xuất ra cái gì. Để tán đồ sư huynh, nàng đã áp dụng đủ các biện pháp thông thường từ thấp cấp đến cao cấp. Từ nũng nịu đáng thương, giả say, lơi lả, dục cầm cố túng, khiêu khích đưa tình. Nhiều năm như vậy nàng vẫn hoàn toàn thất bại trong chuyện này. Cho tới bây giờ hầu như không có kế sách nào mà bản thân nàng chưa từng dùng qua. Mãi cho đến gần đây, nàng cảm thấy sư huynh ở trong giai đoạn hiện tại không có tâm tư tìm đạo lữ, cho nên nàng mới tập trung tinh lực củng cố hình tượng sư muội của mình, đồng thời bảo trì khoảng cách nhất định với sư huynh để tránh mình bị sư huynh thật hợp tình hợp lý biến thành thân sư muội. Cho nên Linh Nga vẫn không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ khách khí đáp lại một câu. Không có dối gạt muội muội. Trong đáy lòng ta tất nhiên là có người. Tử Cửu bên cạnh liền cười khúc khích nói với Khương Tư Nhi. Người đó, vừa rồi, ngươi còn gặp qua người đấy. Ồ, hẳn chính là vị Trường Thọ huynh trưởng kia. Gương mặt xinh đẹp của Linh Nga không khỏi đỏ bừng lên. Tuy có chút xấu hổ lại nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Cái gì? Cái đầu nhỏ của Hùng Linh Lị từ bên cạnh bù lại. Có thể bởi vì thân hình của nàng quá mức hùng tráng khiến cho Khương Tư Nhi không chịu được lui ra sau lưng của Linh Nga để né tránh. Hùng Linh Địa ngạc nhiên. Linh à, ngươi lại yêu mến biểu huynh của ta hả? Khuôn mặt của Linh Nga lập tức càng thêm ửng đỏ, không chịu được lấy tay che mặt. Tiểu Cửu thì tỏ ra hết sức vui mừng, ngồi xếp bằng ngửa mặt lên trời cười lớn, suýt nữa liền trọng tâm mất cân bằng té lật ra sau. Khương Tư Nhi thì hé miệng cười khẽ. Một tảng đá lớn trong đáy lòng rơi xuống. Lưỡng tình tương duyệt, chuyện này càng dễ làm hơn. Vì phòng ngừa tập tục cực kỳ cá biệt của long tộc ảnh hưởng đến ất ất nhà mình, lần này nàng bỏ hết cả tiền vốn giúp vị Trường Thọ huynh này một lần, giúp huynh ấy có thể dễ như trở bàn tay ôm mỹ nhân về nhà. Thế là Khương Tư Nhi nói khẽ vài câu bên tai của Linh Nga, thì thầm như thế này, như thế kia. Linh Nga đầu tiên là run lên, sau đó liền hỏi. Thật chứ? Tất nhiên, ta làm sao đi lừa gạt tỷ tỷ đây? Đây chính là bảo vật hiếm có nhất của tộc chúng ta. Khương Tư Nhi ôn nhu cười rồi lấy trong thủ trạc ra một hộp gấm đưa cho Linh Nga. Vật này liền xem như là lễ vật gặp mặt tặng cho tỷ tỷ. Linh Nga vội nói, thứ này quá quý giá, ngươi và ta gặp nhau lần đầu không thể như vậy. Tỷ tỷ, ngươi coi như thông cảm cho tâm ý lần này của tiểu muội muội. Khương Tư Nhi thở dài một tiếng rồi nói, ta cùng ất ca hôn sự chỉ mới là sơ định, ta cũng chỉ là công chúa chưa được xếp hạng của giao nhân tộc, còn ất ca lại là con trai tộc trưởng long tộc. Trong lòng ất ca tin cậy nhất chính là vị huynh trưởng Lý Trường Thọ này. Ất ca đã từng căn dặn ta để ta chuẩn bị một phần hậu lễ, ta trái lo phải nghĩ cũng chỉ có lễ vật như vậy, đối với đạo thừa nhân giáo thì rất phù hợp với tình hình, lại mang tính độc đáo hiếm lạ. Nếu như tỷ tỷ không nhận lấy món quà này, ta liền đập nát nó ở đây rồi thỉnh tội với ất ca là được.
Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt vội nói, chớ có làm thế, ta nhận, đa tạ muội muội. Cùng lúc đó, một vị đại giáo chủ hải thần giáo nào đó đang dùng thần niệm xem trò vui của cả hai bên, quay qua truyền âm cho nhị giáo chủ. Vị đạo lữ này của ngươi tâm tư cẩn thận, cũng rất có chủ ý. Nếu ngươi có việc gì đó không nắm chắc được, có thể thương lượng đôi chút cùng với nàng. Ồ, Ngao Ất dùng thần niệm vội hỏi, sao huynh trưởng lại nói như thế? Lý Trường Thọ cười đáp, sau này ngươi hỏi nàng một chút liền biết, ta nghe các nàng nói chuyện trong phòng, đột nhiên có cảm giác như vậy thôi. Ngao Ất hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lý Trường Thọ nói tiếp, tiếp tục xem chuyện vui đi. Ngao Ất cũng im lặng dùng thần niệm xem tình hình đang diễn ra trước mắt. Vào giờ phút này, vị cao thủ Long tộc đã tiến vào trong tiểu viện trước miếu hải thần, không ngừng đi qua đi lại nhưng vẫn chưa có động tác gì khác. Lý Trường Thọ cảm thấy vị Long tộc này hẳn là đang chờ. Chờ cho phàm nhân lao tới nơi đây, chờ cho cao thủ Long tộc trú đóng ở Nam Hải chú ý tới gã. Lý Trường Thọ hơi suy tư, tập trung phân nửa tâm thần chú ý vào An Thủy Thành, tạm thời không đi quản nhiều chuyện bên mấy tỉ muội trong nhà tranh bên kia. Hắn khởi động đạo nhân giấy dưới mặt đất lẳng lặng ẩn núp, cũng truyền âm cho 24 thần sứ hùng trại tạo thành hùng đội trong thành để bọn hắn lập tức chạy đến nơi đây. Mà kệ vị khách không mời mà đến này ra chiêu thế nào, Lý Trường Thọ đều đã làm tốt ứng đối, tùy thời có thể chuyển đổi từ thế bị động thành chủ động. Lúc này Ngao Ất đang ngay ở bên cạnh mình, mà thông qua lời Ngao Ất thuật lại, Long Vương Tứ Hải và những lão long cường hoành chân chính trong Long tộc đều sớm biết được tính toán của Tây Phương Giáo. Thậm chí lúc này Lý Trường Thọ đã viết xong tấu biểu cho Ngọc Đế Bệ Hạ, thông báo tiếp theo Hải Thần Giáo cùng với Long tộc sẽ cố ý náo động rồi tách ra, đây là gặp dịp kỳ chơi, thuận thế đẩy thuyền. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy có chút không quá ổn thỏa, lo lắng suy nghĩ của mình vẫn có chỗ không chu toàn. Trong Hồng Hoang, bất cứ địch nhân nào đều không thể coi thường, huống chi Tây Phương Giáo có nhị thánh, làm việc vốn cũng không từ thủ đoạn. Lý Trường Thọ không ngừng nhìn chăm chú, tập trung vào gã Long tộc biến thành bộ dáng nam nhân trước miếu. Trong mắt Lý Trường Thọ xẹt qua ánh sáng chờ mong, trong đáy lòng hiện ra mấy chục sợi dây cố sự lít nhà lít nhít. Đạo hữu, hành động đi nào! Bị đốt thành tro hay bị đánh một trận, tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của Long đạo hữu đấy. Tại Tiểu Quỳnh Phong trong nhà tranh bên hồ, Khương Tư Nhi đã mở hộp gấm kia ra, bốn người hoặc đứng hoặc ngồi đều vây quanh hộp gấm. Bên trong hộp gấm có một viên bảo châu màu lam nhạt, hình dáng như giọt nước mắt, trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, có một sợi đạo vận huyền diệu quanh quẩn. Nếu như nhìn chăm chăm vào nó hồi lâu, trong đáy lòng sẽ xuất hiện một tiếng ngâm sướng réo rắt du dương, rất dễ nghe. Tiếng ca như oán, như khóc, như than, như hờn. Khương Tư Nhi nhẹ giọng giới thiệu, bảo châu này tên là Tiền Thế Lệ, giao nhân tộc chúng ta có một lời cổ huấn, cả đời chỉ có thể bên cạnh cùng với một người mình yêu thương. Tiền Thế Lệ ra đời chính là một người nào đó trong lòng có người thương, nhưng lại không có cách nào yêu nhau ở cùng nhau. Kẻ đó sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Trước khi thọ nguyên hao hết, thì giao châu của mình sẽ hóa thành một viên tiền thế lệ tặng cho những tộc nhân khác để tránh lại có chuyện tiếc nuối như mình. Chỉ cần trong đáy lòng đọc lấy tên người thương của mình, tiền thế lệ ghi lại người này, trong đáy lòng của hắn cũng sẽ có một điểm tình niệm đối với người. Hùng Linh Đi tán thán, còn có thứ đồ quỷ quái như vậy nữa hả? Tiểu Cửu cười hi hi, lắc đầu. Nếu như là cảnh giới thiên tiên, tương tư đơn phương 10 vạn năm, điểm oán niệm này đủ làm cảm động thiên đạo. Hùng Linh Đị không nhịn được cãi lại. Nhưng chuyện này chẳng phải giống như dùng sức cưỡng ép tình duyên hay sao? Lưỡng tình tương duyệt mới là trọng yếu nhất chứ. Khương Tư Nhi chớp mắt mấy cái. Tại sao truyền thuyết mỹ lệ của bộ tộc nàng sau khi đến trong miệng của hai vị này điền liền trở thành không chịu nổi như vậy? Linh Nga trầm ngâm vài tiếng, nhỏ giọng. Trong lòng sư huynh xác nhận cho ta, viên bảo châu này với ta hẳn là không quá mức đại dụng. Chỉ là vì lý do ổn thỏa, ta dùng một chút cũng không sao. Tư Nhi muội, vật này đúng thực sự là có thể khiến trong lòng sư huynh có hình bóng của ta sao? Đương nhiên,
Khương Tư Nhi cười nói, trăm phát trăm trúng cũng sẽ không có những hiệu quả khác. Linh Nga tiếp tục trầm ngâm, trong mắt mang theo vài phần do dự, rồi cất tiếng nói. Ta dù tin được muội muội, nhưng vật này quan hệ đến sư huynh, mà ta cũng muốn dùng. Tư Nhi muội muội, ta có một yêu cầu quá đáng. Muội có thể hay không lập ra một lời thề đại đạo, cam đoan những lời nói của ngươi vừa rồi là thật. Vật này chính là tiền thế lệ như ngươi đã nói. Khương Tư Nhi run lên. Nhân tộc đều nghiêm cẩn như thế sao? Khương Tư Nhi vội nói. Tất nhiên, ta đây liền lập lời thề đại đạo. Xin mời chờ một lát. Linh Nga ngượng ngùng cười một tiếng. Ta trước hết đã làm xong lời thề đại đạo, viết lên trên một trang giấy. Muội chỉ cần cầm đọc là xong, như thế muội cũng có thể bớt chút đầu óc lo nghĩ. Khương Tư Nhi lập tức ngưng chớp mắt. Linh Nga tỉ tỉ làm việc nước chảy mây trôi như thế, khả năng những chuyện này là quy củ thông thường của nhân tộc. Nàng liền gật đầu đáp ứng. Lớn lên từ trong biển rộng, nàng coi như cũng là người nhanh nhẹn, khôn khéo. Rất nhanh. Sau khi Khương Tư Nhi tụng niệm những lời thề đại đạo, âm thanh sấm rền vang lên trên không trung Tiểu Quỳnh Phong. Trong lời thề, nếu như vừa rồi nàng có nửa câu nói ngoa, hoặc vật này có nửa phần nguy hại với trường thọ huynh trưởng, hoặc là có một chút ít tác dụng nào khác ngoài việc động tình niệm, liền sẽ có một lôi đình nho nhỏ rơi xuống đầu Khương Tư Nhi. Chuyện này chủ yếu là để phân biệt lời nói của nàng là thực hay giả, chứ không phải mượn lời thề đại đạo để trừng trị. Dù trong lòng Khương Tư Nhi có thể xác định mình không nói láo, nhưng âm thanh sấm rền vang lên vừa rồi vẫn khiến nàng hơi chột dạ. Cũng may sau đó không có chuyện gì khác, cuối cùng Linh Nga cũng tin lời nói của Khương Tư Nhi, cầm viên bảo châu tiền thế lệ kia trong tay rất cẩn thận chu đáo. Bên cạnh ba người đều tập trung tinh thần nhìn. Linh Nga, hay là thôi đi. Loảng xoảng một tiếng, Khương Tư Nhi, Tiểu Cửu Hùng Linh Đị đồng thời suýt ngã. Tiểu Cửu trừng mắt hổ, nói. Linh Nga, ngươi có dùng hay không? Ngươi không cần thì để ta lấy dùng. Dùng. À, có lẽ sẽ bị sư huynh chửi một trận đấy. Linh Nga cắn môi nhắm hai mắt lại, cầm tiền thế lệ. Trong đáy lòng bắt đầu nghĩ đến từng phút mà mình từng gần gũi bên cạnh sư huynh. Dần dần bên trong tiền thế lệ dâng lên sương mù lượn lờ, ngưng tụ thành thân hình Lý Trường Thọ. Tiểu Cửu bên cạnh kỳ quái nói. Linh Nga, đây là Tiểu Trường Thọ. Mặc dù mũi vẫn là cái mũi kia, mắt vẫn là đôi mắt kia. Vì cái gì ta luôn cảm thấy đây so với Trường Thọ giống như hai người. Tiểu Trường Thọ này rõ ràng trông đẹp trai hơn rất nhiều. Khương Tư Nhi khẽ cười. Đây là ấn tượng của Linh Nga tỷ tỷ với Trường Thọ huynh. Tiểu Cửu lập tức hiểu ra. Mà Linh Nga thì biết đáp án chính xác, tất nhiên là không nói thật. Sư huynh nhà mình ngày thường có một lớp màu sắc ngụy trang phổ thông. Linh Nga thấp giọng. Tiếp theo phải làm thế nào? Nàng vừa dứt lời, tiền thế lệ hóa thành một dòng nước bay ra khỏi nhà tranh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khương Tư Nhi vội nói. Như vậy là xong rồi. Sau đó Linh Nga tỷ tỷ cùng Trường Thọ huynh trưởng chỉ cần gặp mặt một lần liền có thể nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Thần kỳ như vậy. Tiểu Cửu bên cạnh nhẹ giọng tán thưởng. Linh Nga cũng không khỏi có chút chờ mong. Đúng lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên mấy điểm cảm giác khác thường. Loại cảm giác này giống như trước đây lúc Nguyệt Lão dùng tương tư thụ xuất thủ đối với tượng đất nhân duyên của hắn, trong đáy lòng miên man bất định. Nhưng lần này bóng người xuất hiện chính là sư muội nhà mình quen thuộc nhất, Tiểu Linh Nga. Nguyệt Lão đầu gỗ này chẳng lẽ lại rảnh rỗi không có việc gì làm, ngoi lên dây sự. Lý Trường Thọ phân ra một phần tâm thức, phân tích những tin tức liên quan đến mình trước đây. Truyền thuyết sao nhân tộc, tiền thế lệ, Tiểu Linh Nga. Khuôn mặt Lý Trường Thọ lập tức méo xẹo, dở khóc dở cười. Đây không phải là quá lãng phí sao? Có món đồ tốt như vậy, giữ lại cho sư phụ hoặc là sư tổ, giúp sư phụ thúc đẩy một đoạn nhân duyên để sư tổ giải quyết vong tình thượng nhân, chẳng phải là chuyện tốt. Lý Trường Thọ âm thầm lắc đầu. Bản thể một mực trốn trong mật thất dưới đất cũng lấy ra một bức họa. Đây là Bách Mỹ Lão Đồ phiên bản mới nhất, bà già, bà lão sắt thép. Nhưng mà Lý Trường Thọ vừa mới chuẩn bị nghiêm túc quan sát, cẩn thận ngắm nghía thì một đạo bất động mới xuất hiện trong cảm xúc đột nhiên tan biến, khiến hắn hụt hẫng không kịp trở tay. Tình huống là như thế nào?
giao nhân tộc lại không đáng tin cậy như thế. Loại tiền thế lệ này còn có tác dụng giả mạo. Chẳng lẽ vị giao nhân ngưng tụ ra giọt tiền thế lệ này khi còn sống kỳ thật cũng có mấy chuyện tình cảm không ai biết đến, nhưng bởi vì thanh danh sau này của mình mới cố ý lập đền thờ. Lý Trường Thọ tặc lưỡi cảm thấy không thú vị, phân một sợi tâm thần tùy thời chuẩn bị ứng chiến với tiền thế lệ. Hơn phân nửa tâm thần của hắn vào giờ phút này đều rơi vào chỗ miếu hải thần An Thủy Thành. Lý Trường Thọ đã trưởng khống ba đạo nhân giấy, còn duy trì thần niệm tùy thời giao lưu với nhà ất. Cùng lúc thực hiện nhiều hành động trên nhiều chiến trường, từ lâu đã trở thành thao tác cơ bản của hắn. Đối với cách làm của Linh Nga lần này, Lý Trường Thọ cũng sẽ không phạt nàng. Linh Nga chỉ muốn biểu đạt tâm ý của nàng mà thôi. Mình lúc này dù không muốn đĩnh nhưng cũng không cần để nàng quá mức thất lạc. Hắn cũng là kẻ có lương tâm. Hơn nữa, điều Linh Nga sư muội cân nhắc trước mắt không phải là tâm ý chính nàng có thể đạt thành hay không, mà là quan tâm đến an nguy của sư huynh mình, bắt Khương Tư Nhi lập xuống lời thề đại đạo để đảm bảo. Lý Trường Thọ cũng cảm thấy có đôi chút cảm động với điều này. Thôi, vì tốt cho Linh Nga, sau đó vẫn bắt nàng chép Bổn Tự Kinh 3.000 lần đi. Nhưng mà chỗ Lý Trường Thọ không biết chính là, ngay vào một lát trước đó khi Linh Nga dùng tiền thế lệ, sau khi sợi lưu quang từ tiền thế lệ biến mất, nó trực tiếp xuất hiện tại trong Nguyệt Lão Điện, hóa thành một dòng ánh sáng mỏng manh lưu động quẩn quanh trên cổ tay của Nguyệt Lão. Nguyệt Lão đang ngồi sửa chữa mấy bức tượng đất nhân duyên, vội vàng dừng ngay động tác. Lão còn tưởng rằng Thiên Đạo Lão Gia mới giao cho công việc, nhưng cẩn thận cảm ứng thì lập tức hiểu ra câu chuyện. Nguyên lai, có người dùng tiền thế lệ của giao nhân tộc. Đây là một chút khế ước nho nhỏ trong quy tắc ngầm nhân duyên. Khi có ai đó dùng tiền thế lệ, Nguyệt Lão phải từ bên trong tin tức tiền thế lệ truyền đi thúc đẩy một đoạn nhân duyên. Chuyện này tuy không phải nhân duyên trời ban, nhưng cũng là sự tình thiên đạo cho phép. Bình thường Nguyệt Lão đều sẽ là hỗ trợ kết dây tơ hồng. Để bần đạo nhìn, lần này ai trong giao nhân tộc? Hả? Mục tiêu là đệ tử độ tiên môn. Ê, sao? Trường Thọ tiểu hữu. Nguyệt Lão nhướng mày hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp bóp nát dòng nước trong tay kia, còn phủi ống tay áo. Loại sự tình này mà đòi tính toán trên người của Trường Thọ tiểu hữu, quá thực to gan. Bần đạo đã đáp ứng Trường Thọ tiểu hữu không quấy nhiễu nhân duyên của hắn, há có thể tùy tiện giúp người. Nguyệt Lão lắc đầu, tiếp tục sắp xếp đống tượng đất nhân duyên trước mắt. Muốn động thủ động cước trên phương diện nhân duyên với Lý Trường Thọ tiểu hữu cũng chính là hỏi qua lão chính thần thiên đình ta mới được. Trong nháy mắt dòng nước kia liền bị Nguyệt Lão bóp nát. Trong nhà tranh bên hồ, Linh Nga đang chớp mắt chờ mong. Tiểu Cửu thì há miệng cười, Khương Tư Nhi híp đôi mắt tỏ vẻ yên tâm. Hùng Linh Thị đáng yêu bên cạnh nghiêng đầu sắp ngủ. Bỗng hộp gấm vẫn để mở kia, từng sợi lưu quang vờn quanh rồi ngưng tụ thành trạng thái giọt nước tiền thế lệ như ban đầu. Không chỉ có như thế, bên trên tiền thế lệ còn bay ra một sợi hư ảnh, giống như là cứng rắn nhét trở về trong đáy lòng Đinh Nga. Khương Tư Nhi lắp bắp nói, quay về rồi, sao còn phát sinh loại sự tình này? Linh Nga lập tức cười khổ một tiếng, cúi đầu xoa trán, khóc không ra nước mắt. Xong, sư huynh khẳng định biết việc này đã dùng biện pháp gì để phá giải. Chờ Khương Tư Nhi đi khỏi, Ổn Tự Kinh có lẽ phải chép mỏi tay. Bên trong nhà tranh lập tức yên lặng như tờ. Khương Tư Nhi đưa tay ôm trán, đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời cũng chưa được dài lắm của bản thân mình. Nhưng mà Lý Trường Thọ dùng tiên thức ghi lại một màn kia, vào giờ phút này cũng không kịp phân tâm chú ý. Chỉ vì trước đại điện miếu hải thần Thủy Thành, con rồng kia ra vẻ do dự hồi lâu, bây giờ mới quyết định dậm chân đi về hướng cửa điện. Bên này mới là chính sự. Giáo chủ ca ca, liệu chúng ta có hiểu lầm không? Nhìn bộ dáng hắn cũng không giống như người của Tây Phương giáo phái tới. Ất huynh chớ để hành động của hắn đánh lừa như vậy. Bên trong tượng thần chủ miếu hải thần giáo, hai vị giáo chủ một lớn một nhỏ đang dùng thần niệm để nói chuyện. Đột nhiên cả hai cùng nhận ra. Bọn họ đang cùng nhau ngồi tại đan phòng của Lý Trường Thọ, hoàn toàn có thể trực tiếp nói chuyện. Sao lại phải phí tâm thần dùng thần niệm nói chuyện? Không những thế, nói chuyện tại đan phòng còn an toàn hơn rất nhiều. Ngạo Ất nhìn nam nhân, nam Lam Long trung niên kia một hồi, thấy hắn do dự hồi lâu vẫn không có hành động gì,
trong lòng cảm thấy lo lắng, không biết bản thân liệu có hiểu lầm gì không. Lý Trường Thọ giải thích đơn giản. Người này hình như đang do dự, không quyết đoán, nhưng vẫn luôn duy trì cảnh giác, luôn luôn nhìn chăm chăm tượng thần, ánh mắt cũng chưa có dao động. Điều này chứng minh hắn đã có dự tính hành động tiếp theo rồi. Người nhìn đi, tại sao hắn vẫn luôn tỏ ra do dự, nhưng khi đi lên bậc thang bước chân lại hết sức nhẹ nhàng thanh thoát. Ngạo Ân cẩn thận nhìn kỹ, gật đầu, trong giọng đầy hổ thẹn. Giáo chủ bây giờ quan sát tỉ mỉ tinh tường, chúng ta nên làm gì? Lý Trường Thọ vừa cười vừa nói. Ta đã an bài đối phó rồi, Ất huynh cứ ở đây xem. Nếu có gì không chắc, ta không đối phó được với vị cao thủ long tộc này, lúc ấy sẽ nhờ ngươi ra mặt xử lý. Ngao Ất vội nói. Giáo chủ yên tâm, hôm nay hắn dám dương oai ở đây, Ất nhất định sẽ khiến hắn thất bại. Không cần sốt ruột, bây giờ xem hắn làm gì đã. Trong thế tục, nhân tộc có câu tục ngữ nóng vội không húp được cháo nóng. Giáo chủ nói chí phải, muốn nhanh phải từ từ. Hay. Lý Trường Thọ cũng phải bật cười hai tiếng, đột nhiên cảm nhận được một chút khí chất của Đại Pháp Sư. Tiếng cười ở đan phòng còn chưa lắng, bên trong miếu hải thần An Thủy Thành, trung niên long tộc kia đi tới cửa lớn của chủ điện. Trên đỉnh đầu của gã có hai sừng rồng màu tím, thân mặc cẩm y lộng lẫy, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt sắc bén, hắn cất bước tiến vào. Đúng lúc chân trái hắn vừa nâng lên, một tiếng hét lớn bất thình lình phát ra từ bên cạnh. Dừng lại! Trung niên long tộc nhíu mày liếc mắt nhìn về tiếng hô, chân vẫn tiếp tục bước vào chủ điện. Phía bên này một tráng hán hùng trại mặc áo rộng bằng da gấu, thân hình cường tráng như núi dẫm mạnh chân lao ra. Con gấu này, người này có thể coi như đệ nhất cao thủ của hùng trại. Nếu so với đám luyện khí sĩ, người này bất quá chỉ là cảnh giới quy đạo cấp 2. Không đáng nhắc tới, nhưng toàn thân hắn tỏa ra một cỗ khí tức hung sát, thân thể cường trán kinh khủng, ẩn ẩn hiện ra sức mạnh có thể cầm long phục hổ. Người này cũng không phải ai xa lạ, chính là một tráng sĩ tráng hán, cưới được một nữ luyện khí sĩ mạnh mỹ mạo, người mà không biết đã bao nhiêu đêm khuya tịch mịch phải tự tay đánh ngất con gái lớn, hùng linh đị của mình. Bây giờ là hộ pháp hải thần giáo thứ 6, cũng chính là người được hải thần chỉ định làm trại chủ tương lai, tên Hùng Lão Tam. Tuy nhiên cái tên Hùng Lão Tam là tên ngày xưa, bây giờ hắn được hải thần ban cho danh hiệu Hùng Bố Hán. Vẻ mặt Hùng Bố Hán tỏ ra nghiêm túc, đi thẳng tới trước mặt của trung liên long tộc, lịch sự nói. Các hạ đến từ đâu? Đến miếu thờ hải thần giáo chủ, có chuyện gì cần làm? Tránh ra. Trung liên long tộc cười lạnh lùng, lãnh đạm. Ta đến tìm hải thần có việc, chưa đến phiên một tên dư nghiệt nửa người nửa vu như ngươi ra nói chuyện. Ngạo Ất nghe thấy cái đầu rồng thiếu niên bắt đầu nóng lên. Nếu lúc này không phải hắn chỉ có một tia thần niệm ký thác vào tượng thần, không có khả năng xông ra, thì chắc hẳn đã đạp bay đầu tên trung niên long tộc này rồi. Tên kia nói gì vậy? Nói thần giữ hùng trại là dư nghiệt nửa vu thì cũng thôi, đây thực sự là khách quan. Nhưng khẩu khí nói hai chữ hải thần như vậy, hẳn là muốn chết. Nhưng mà ngoài dữ liệu của Ngạo Ất cùng tên trung niên long tộc, Hùng Bố Hán không hề nổi giận. Hùng Bố Hán nhíu mày, hơi trầm ngâm. Sau khi nghe được tiếng hải thần đại nhân truyền âm, Hùng Bố Hán cất giọng cao. Chúng ta là người hùng trại được hải thần đại nhân chúc phúc, được hải thần đại nhân bổ nhiệm trở thành thần sứ của hải thần giáo, tuyên dương giáo nghĩa hải thần giáo, bảo vệ giáo chúng hải thần giáo. Nơi này là thần miếu hải thần giáo, bản thân ta là hộ pháp hải thần giáo. Ngươi nghĩ như thế nào mà không tới phiên ta nói chuyện? Trong lúc đang nói, từ trước ngực của Hùng Bố Hán sáng lên một vệt kim quang. Đúng là một tấm lá chắn nhỏ được ngưng tụ thành từ hương hỏa công đức, trên đó còn viết 5 chữ lớn, Hộ Pháp Hải Thần Giáo. Ta cho người cơ hội thối lui. Trung niên long tộc chắp hai tay sau lưng lộ ra vẻ mặt khinh thường nói tiếp. Sao nào, sức mạnh của ngươi chẳng qua là nhục thân, cho rằng có thể động thủ với ta sao? Lý Trường Thọ tiếp tục truyền âm cho Hùng Bố Hán, không ngừng căn dặn chú ý biểu tình biến hóa của đối phương. Hùng Bố Hán nhướng mày, lãnh đạm. Các hạ có phải là giáo chúng hải thần giáo? Vị long tộc kia nói. Không phải thì sao nào? Vậy các hạ có phải là chân long hộ pháp của hải thần giáo chúng ta không? Vị long tộc kia lại nói. Cũng không phải. Thì sao nào? Hùng Bố Hán bình tĩnh gật đầu cười. Không phải giáo chúng hải thần giáo, cũng không phải chân long hộ pháp hải thần giáo. Các hạ dựa vào cái gì để bước vào trọng địa hải thần giáo chúng ta?
Lỗ mũi của trung niên long tộc run lên, lãnh đạm nói. Bây giờ ta liền gia nhập hải thần giáo, trở thành giáo chúng hải thần giáo. Vậy được chứ gì? Hùng bố hán cười hai tiếng, nghe lời truyền âm, trong lòng chấn định nói cười. Xin lỗi, chúng ta không thu. Người... Trung niên long tộc giận run người trừng mắt nhìn lên hùng bố hán, trực tiếp lao lên một bước cưỡng ép tiến vào chủ điện, đồng thời cười khiêu khích một tiếng. Vậy ta cứ vào, ngươi làm gì được ta? Ngồi bên trong đan phòng ngao ất chịu không được nhấn răng kèn két. Tên khốn này, muốn ăn đòn sao? Chắc hắn muốn dùng thần sứ hùng trại ra tay với hắn. Lý Trường Thọ cẩn thận phân tích, đột nhiên lóe lên một tia linh quang nghĩ tới khả năng tiếp theo. Chắc hẳn là cao thủ Tây Phương giáo nào đó mà Văn Tịnh đạo nhân cũng không biết đang tính toán sự việc lần này. Con rồng này đầu tiên là cố ý bại lộ hành tung đi dạo vài vòng, khiến đám giáo chúng phàm nhân chạy đến miếu hải thần. Cũng tạo ra sự chú ý từ các cao thủ long tộc đang hộ pháp cho hải thần giáo ở gần đây, sau đó cố ý muốn ăn đòn. Hẳn là kế tiếp bị đánh liền nhã, tiếp theo sẽ đổ thừa hải thần giáo ám hại. Đây là muốn ăn vạ sao? Cao thủ Tây Phương giáo, long tộc ăn vạ, Triệu Đại Gia từng nói rằng đã ăn vạ không ít cao thủ Tây Phương giáo. Không đúng, không có đơn giản như vậy. Tên này là cao thủ long tộc có tu vi cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, không phải là pháp bảo người của Tây Phương giáo, chỉ là một gã khốn khiếp của long tộc, gã chắc chắn chỉ là mồi nhử. Lý Trường Thọ đột nhiên tỉnh ngộ, một loạt câu chuyện từ xưa đến nay cấp tốc hiển hiện trong đầu. Có chút ý tứ, cũng may còn kịp. Lý Trường Thọ lập tức nói cho Ngao Ất. Ất huynh, lập tức gọi cao thủ long tộc, người mà chúng ta có thể tin tưởng đến đây ngay. Ta sẽ giữ chân con rồng này một lúc, nếu ta đoán không lầm, con rồng này đã bị người ta ám toán, có thể chết bất cứ lúc nào tại đây. Ngao Ất dùng mình cũng không hỏi han thêm gì, móc ra một khối ngọc bài lớn chừng bàn tay, liên tục mở ra mấy tầng cấm chế rồi nói chuyện với ngọc bài. Lý Trường Thọ tiếp tục khống chế đạo nhân giấy truyền âm hướng dẫn hùng bố hán. Trước tiên nói một câu đối phó, sau đó lập tức thối lui đóng cửa miếu, cho người dẫn dắt phàm nhân rời đi. Cứ như vậy Lý Trường Thọ liên tục cẩn thận dặn dò hùng bố hán. Lúc này hùng bố hán cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng không dám vi phạm ý chỉ của hải thần. Trong lòng cố gắng nghĩ đến việc phu nhân đang mang thai đứa thứ ba, cảm xúc liền trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, bất giác mím cười một cái. Nụ cười này vô tình làm cho trung niên long tộc cảm thấy kinh nghi bất định. Thậm chí sau đó hùng bố hán còn quay người, giơ tay làm dấu mời. Ta không làm gì được các hạ, xin các hạ cứ vào, chỉ mong các hạ giữ tôn trọng với hải thần đại nhân. Ngay sau đó hùng bố hán quay người bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Vị long tộc kia ngẩn ra, hắn thực sự không thể ngờ rằng mình đã làm đến như vậy mà gã vu nhân này vẫn không chịu ra tay. Nếu hành động của nhân tộc thì cũng là chấp nhận đi, nhưng không phải đầu óc của vu nhân nhất tộc đều không được thông minh sao? Lúc này trong đầu của gã trung niên long tộc không khỏi hiện lên hình ảnh hắc ám kia âm thầm nói với hắn mấy câu. Cơ duyên kim tiên, trường sinh đạo quả phụ thuộc chính vào hành động này của mình. Gã nhíu hai mắt, giơ tay trái hướng về hùng bố hán, năm ngón tay nhẹ nhàng vồ, lập tức một cỗ hấp lực xuất hiện từ lòng bàn tay. Hùng bố hán đã đi xa được 10 trượng, thoát một cái bị kéo giật lùi, lảo đảo về sau. Nhưng hùng bố hán cũng phản ứng rất nhanh, lập tức xuống thế đứng tấn, hạ thấp trọng tâm. Hai tiếng kèn kẹt vang lên nhẹ nhàng, đôi chân của hắn liền đạp vỡ hai phiến đá lưu ly, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta cho phép ngươi đi sao? Trung niên long tộc lạnh giọng, vừa rồi hắn chỉ tiện tay mà thôi, bây giờ mới thực sự muốn đánh. Đúng lúc này từ phiến đá vỡ vụn dưới mặt đất, một thân ảnh chui ra chặn trước người hùng bố hán. Râu tóc người này bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, tay cầm một phất trần, trên người mặc một đạo bào trắng loãng tản ra một tia đạo vận bình thản như nước. Gã long tộc lập tức cau mày, với bản lĩnh của hắn không thể nhìn ra người phía trước chỉ là hóa thân, còn tưởng rằng đột nhiên xuất hiện một vị luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên sơ kỳ. Người này có thể là ai khác, chính là đạo nhân giấy bộ dáng lão thần tiên của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng phẩy phất trần cười nói, không biết đạo hữu tới đây có chuyện gì? Gã trung niên long tộc lãnh đạo, ngươi là kẻ nào? Còn chưa đi xa, hùng bố hán quay đầu nói lớn, đây là trưởng lão hải thần giáo chúng ta, ngươi chớ có cản trở quá mức. Được rồi, bố hán, ngươi mau đi đi. Vâng, làm phiền trưởng lão.
Hùng Bộ Hán đắc ý cười sải bước ra bên ngoài thần điện. Muốn nói chuyện trao đổi với hơn 10 thần sứ khác cũng bắt đầu dẫn dắt phàm nhân đi xa khỏi thần miếu. Lý Trường Thọ chợt ngẫm nghĩ. Hùng Bộ Hán giờ coi như là vẫn bối của hắn, mà con cái Hùng Bộ Hán lại đang ngày ngày gọi hắn là biểu huynh. Thật có một chút loạn. Lý Trường Thọ lắc phất trần cười. Đạo hữu, hãy theo ta đến hậu đường, ngồi nói chuyện một chút. Nếu ngươi có chuyện khẩn yếu, có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi bẩm báo cho Hải Thần đại nhân. Ta chính là cảm thấy Hải Thần giáo các ngươi quá mức kiêu ngạo, khinh thường người quá đáng. Gã trung niên long tộc, tay trái hình chảo, trong lòng bàn tay còn giữ một đám lửa đang chớp động. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngày hôm nay ta đến đây chính là muốn phá tượng thần Hải Thần các ngươi, nhị thái tử ngao ất của tộc ta, sao có thể ủy khuất làm môn hạ Hải Thần? Hải Thần giáo vốn nên thuộc về long tộc chúng ta. Bên trong đan phòng, trán ngao ất đang nổi gân xanh. Hắn hận không thể na di đến An Thủy Thành để liều mạng cùng với con rồng cuồng ngôn này. Chu tâm, chi ngôn, từ nào cũng là chu tâm chi ngôn. Ý đồ gây sự bây giờ đã quá rõ ràng. Thật khiến hắn ấm ức vì ban nãy còn lo lắng mình hiểu lầm gã trung niên long tộc này. Nhưng mà bên trong đại điện lại vang lên vài tiếng cười khẽ. Bần đạo cũng cảm thấy như vậy. Đạo nhân giấy, hình dáng lão thần tiên bưng phất trần mỉm cười gật đầu. Ta cảm thấy đạo hữu nói rất có lý, bần đạo cũng nghĩ như vậy. Gã trung niên long tộc ngẩn ra, nhíu mày nhìn chăm chăm vào lão giả trước mặt, khóe miệng run rẩy. Cũng không giận, vậy không chịu ra tay. Mục đích của hắn đơn giản chỉ là muốn Hải Thần giáo có người ra tay với hắn, muốn cho là vu nhân hộ pháp cũng được, trưởng lão cảnh giới thiên tiên cũng được. Sau đó hắn có kế hoạch thuận nước đẩy thuyền, làm tiếp kế hoạch của mình, lao ra ngoài điện nhã sấp xuống đất, miệng phun máu tươi, tự gây trọng thương cho bản thân. Không sai, hắn chỉ cần làm như vậy là có cơ hội lấy được kim tiên đạo quả. Dã tâm nổi lên, gã lập tức phóng tới trước mấy bước. Lý Trường Thọ nhanh nhẹn nhảy sang bên cạnh cười. Đạo hữu, không bằng ngươi trực tiếp ra tay, đập bể chủ thần tượng đi. Ngươi vì sao không cản ta? Vì sao lại cản đạo hữu? Lý Trường Thọ khua tay. Thần miếu nơi đây vốn dĩ là long tộc các ngươi hỗ trợ xuất lực, sửa chữa. Đạo hữu là người long tộc, muốn đập thì đập thôi. Chuyện hợp tình hợp lý, ai dám nói là không được. Lý Trường Thọ tiếp tục ấm giọng nói. Đạo hữu, nếu không hay là ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, ta gọi mấy thần sứ đến, mấy việc lớn tổn thể lực như vậy, cũng không cần đạo hữu tự ra tay. Gã trung niên long tộc ức muốn chửi ầm lên, nhưng hắn chỉ cười lạnh một tiếng trực tiếp nhào về Lý Trường Thọ. Nhưng mà đúng lúc này, đạo nhân giấy chỉ cười híp mắt, lấy ra từ tay áo một viên bảo châu, lưu ảnh châu cỡ lớn. Gã long tộc dừng lại, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Lý Trường Thọ mỉm cười. Đạo hữu, ngươi xem hạt châu này, vừa lớn lại vừa tròn. Đây là một loại pháp khí do bần đạo cải tiến, tên là song sinh thanh ảnh châu. Bây giờ bên trong thanh ảnh châu đã bắt đầu ghi chép tất cả những sự việc từ khi đạo hữu cất bước vào miếu. Mỗi động tác, mỗi biểu cảm đều không bỏ sót. Đồng thời, những ghi chép trong hạt châu này cũng lưu được ở một viên thanh ảnh châu khác. Nói một cách khác, dù đạo hữu hủy hạt châu này, thì những hành động vừa rồi vẫn được bảo tồn ở một bậc địa cách đây ngoài vạn dặm. Sắc mặt của gã long tộc đại biến, đáy mắt xuất hiện ngoan tuyệt. Vào giờ phút này chỉ muốn xuất thủ giết chết lão đạo kia, rồi phá hủy đi thanh ảnh châu. Đáng tiếc hắn vừa có ý định nói thì Lý Trường Thọ lắc phất trần nhẹ nhàng. Đạo hữu, nhìn kỹ bốn phía một chút, rồi hãy quyết định hôm nay xem có muốn xuất thủ với bần đạo hay không. Gã long tộc dùng tiên thức đảo qua, mặt lập tức biến sắc. Đến bây giờ hắn hoàn toàn không phát hiện ra khắp nơi trong chủ điện, dưới máy điện trên xà ngang, trên mắt tượng thần cũng đều có rất nhiều góc khác. Đếm sơ sơ cũng có đến mười mấy viên lưu ảnh châu. Khuôn mặt gã trở nên âm trầm như nước, Lý Trường Thọ mỉm cười, lắc phất trần thở dài. Đạo hữu, tứ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ta thấy đạo hữu hữu duyên cùng với Hải Thần giáo, hay là nghe ta nói một chút về giáo nghĩa Hải Thần giáo, ta sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Ngươi thấy sao? Người... Gã long tộc châu mày thở dài nói. Thôi, mình thật sự không có mệnh đi kim tiên, cơ duyên này bỏ đi thôi. Cáo tử. Gã hất ống tay áo, không lưỡng lự chút nào quay đầu rời khỏi đại điện. Nhưng gã vừa bước ra hai bước liền có biến cố phát sinh. Trên vai trái của vị long tộc đột nhiên tua ra một tiên huyết quang ngưng tụ thành một thanh trường kiếm,
chém thẳng tắp xuống cổ của gã. Ok, tập này chúng ta dừng ở đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong những tập sau.